Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Việt Audio Vĩnh Long, một kênh chuyên về những thiết bị lo âm ly hàng bãi đã qua nhiều năm sử dụng. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Quốc Việt, là chủ của kênh YouTube Việt Audio Vĩnh Long, có địa chỉ tại thành phố Vĩnh Long, nha quý vị và các bạn thì uh, có nhiều quý vị và các bạn không biết thành phố Vĩnh Long ở đâu thì em xin chia sẻ là thành phố Vĩnh Long là cũng uh, cách cầu Mỹ Thuận khoảng cỡ 10 cây số quý vị và các bạn đấy và mọi chi tiết mua hàng quý vị và các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0963 72 1519 và số đó cũng là số Zalo của em thì em có hai kênh youtube một cái kênh phụ là kênh chợ lom ly bảy nữa quý vị và các bạn thì kênh đó thì chiên uh, test những cái đôi lo mà em đã giới thiệu ở bên kênh chính tại vì kênh chính đó, thì uh, em test nhạc thì bị bản quyền cho nên em test nhạc không được em chỉ quay video giới thiệu thôi còn test nhạc thì thường là em sẽ test bên kênh chợ lom ly bảy uh, nếu tiện thì quý vị và các bạn uh, vui lòng uh, xem những clip test ở bên kênh chợ lom ly bảy giúp em nhé thì mỗi khi quý vị hoặc bạn liên lạc không được thì quý vị uh, nhắn tin thì em sẽ trả lời sau à, và zalo thường thì uh, mạng nó rất là yếu quý vị hoặc bạn zalo thì quý vị cứ nhắn tin đừng có gọi có nhiều quý vị cứ gọi hình đó, rồi uh, không có nói chuyện được gì hết à, tại vì zalo uh, mạng nó rất là yếu quý vị và các bạn đó thì mong quý vị và các bạn thông cảm vấn đề này chứ không phải quý vị gọi Zalo mà việc không nghe thì cũng có mấy bạn là thắc mắc là nói là tại sao mà bán hàng mà gọi Zalo không nghe? Tại vì là gọi mình nghe chập trần chập trần rất là khó nghe quý vị. Thì Zalo việc chỉ để nhắn tin và gửi hình ảnh thôi. Rồi. Thì hôm nay việc cũng có một vài đôi thôi, chứ không có nhiều. À, chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thì giá cũng rất là tốt, rất là hợp lý uh, cho quý vị. Thì uh, việc sẽ quay cận cảnh thật là chậm và thật là chi tiết à, để quý vị và các bạn cùng xem thì quý vị nào xem ưng món nào thì chốt món đó thì liên hệ với việc thì phương thức mua hàng thì vẫn như cũ thôi quý vị và các bạn quý vị nào chuyển khoản trước thì việc bán trước việc không nhận là đặt cọc đặt gạch gì hết nha cứ chuyển khoản là việc bán à, và giá thì việc báo giá công khai cho quý vị và các bạn đó thì đầu tiên việc chia sẻ đó quý vị và các bạn cái đôi lo anh tết lành thì cái đô Loan anh test lên xin này á đúng ra là việc có hai đôi, uh, việc sưu tầm để việc chơi thôi, Nhưng mà có một đôi thì việc cũng đã chia sẻ cho ông anh ở hà nội xài rồi anh nam rồi, thì còn lại một đôi á thì cũng rất là nhiều quý vị và các bạn hỏi, uh, việc thì cũng không có cái video nào quay trực tiếp hết trơn, thì quý vị hỏi là đồ chia lại chơi, thì uh, uh, việc quay cái video này uh, chi tiết để uh, quý vị nào mà không gài mà có hỏi về cái đô lo này á thì uh, có xem được video này, nếu mà thấy ưng thì chốt thì liên hệ với em đó thì đôi anh lên xin này là dòng cổ nó sản xuất vào khoảng năm 70 71 gì đó quý vị và các bạn nó tầm đó thùng thì gỗ lạng theo năm tháng thì vẫn có những cái vết chày li ti nhỏ nhỏ đó đây quý vị đó. trước tiên thì mình xem ở bên ngoài trước đó về góc cạnh ở phía sau Đồ này thì uh, dễ ghép âm ly lắm quý vị và các bạn Quý vị uh, ghép với những cái uh, dòng âm ly uh, cổ hay là âm ly đèn thì âm thanh nó tuyệt vời Việc ghép với âm ly đèn thì tuyệt vời luôn đó quý vị và các bạn Đây thì mô đồ của đồ lo này là 886A in A Quý vị và các bạn trở kháng là 8 ohm đây là cái nút này là để tăng chép thôi đó bên đây cũng vậy nha quý vị và các bạn đó. về phần thùng thì còn khá là đẹp nó hàng thì tiện chọn để chơi mà quý vị anh thấy là anh xin thì quý vị biết là âm thanh của nó là tuyệt vời rồi thì cái lưới dây căng là lưới dây căng xin còn tem luôn nha quý vị cái tem còn nè đó đây việc việc căng ra cho quý vị xem đó thì cái lưới zin của người ta thì bên trong nó còn một cái lớp giải mỏng để bảo vệ nữa lớp giải mỏng màu đen đó rồi thì đây là dòng lo cổ mỹ cổ mỹ nồi luôn đó quý vị và các bạn thì nó sở hữu là hai bát 25 một chép bát 25 này á là màn nó là màn bằng giấy gân này là gân vải tẩm dầu rất là mềm nha quý vị chép thì chép giấy và đặc biệt những cái dòng lo cổ này á thì quý vị nhìn thấy keo đồ này nọ đó người ta làm nó xấu có nhiều người thì nói xấu nhưng mà hồi xưa thì đa số nó vậy quý vị và bàn đó. như quý vị thấy cái đường keo gâu nè có nhiều quý vị mà mới chơi thì quý vị sẽ đánh giá đây là một đôi loa đã được làm lại rồi nhưng mà không phải đó đây nè người ta đổ keo mũi này nọ đây ở đây cũng vậy đó, lem như thế này đó. đây quý vị và các bạn đó thì keo đồ này nọ nó rất là lem như như vậy nhưng mà nó là xin nha quý vị đó. thì lo này từ cũ từ là từ anico cho âm thanh rất là mộc, đặc biệt là nghe những dòng nhạc acoustic hay là dòng nhạc boro á thì âm thanh tiếng nó rất là hay, Đó. phải nói là hay vượt xa tầm giá và trong cái tầm giá mà quý vị và các bạn bỏ ra để sở hữu cái đôi lo này á, thì việc nghĩ là không có đôi lo nào mà trong cái tầm giá để so sánh được với đôi lo này á, so về chất âm, thùng thì cũng khá là lớn và cái đôi lo này á, để là để nằm nha quý vị và các bạn chứ không phải chiều này, Đó. mình để cái chép nó quay lên trên á, cái lo thì nằm xuống, nhìn nó rất là ngầu rất là mạnh mẽ, rồi thì đô lo anh thái xin này á, việc chia sẻ với quý vị và bạn giá là 12 triệu đồng nha, giá 12 triệu Quý vị thông cảm đừng mặc cả trả giá nha, giá này là không thương lượng Việc báo trên video clip là giá chuẩn không thương lượng Trước khi mà việc đưa ra một cái giá đó, thì việc cũng đã nghiên cứu cần đo đồng điểm kỹ rồi quý vị Mình đem về một đôi lo như thế này, thì mình bán lời vài trăm ngàn thôi chứ không có nhiều cho nên quý vị đừng có trả giá rồi kế tiếp là đô lo HBM 40 Đó. về đô lo này thì quý vị và các bạn thấy là ở bên ngoài e căng còn đầy đủ công việc trực e căng ra đô lo này cũng bát 25 Đó. chất âm thì nó cũng theo mà tay của việc nha thì việc cảm nhận riêng thì nó cũng khoảng uh, 8, 10 với L36 JBL L 36 đó Tuy nhiên về uh, về mà cái uh, giá tiền quý vị bỏ ra đó thì nó rẻ hơn nhiều so với L36 quý vị và các bạn rồi việc mời quý vị uh, xem ở phía trước ha đó bắt 25 lỗ thông hơi ở phía trước và gần lô bát đã thai lô ba đường tiếng ở quý vị và các bạn đó. Thì uh, lo này cái thùng này không biết màu gì nữa Việc uh, không biết gỗ nó là màu gì luôn đó Giống cái màu cà phê sữa Thì cái thùng này nó về như vậy nha Chứ không phải là sơn nha Và đây là gỗ nha Gỗ nó cái màu này luôn Chứ không phải là nước sơn Nó bớt lên thành cái màu này nha Quý vị và các bạn đó Thì thùng về nó như vậy Rồi Thì việc quay góc cạnh cho quý vị và các bạn xem Đó Đó thì à, quý vị thấy ở đây là hãng đề là HBM40 đó và thông số ở đây thì bát 25 độ nhạy 91 uh, uh, db uh, 3 quay tức là ba lo đó thì nặng 13, phẩy mấy đó một, uh, 13, phẩy mấy uh, cho một thùng ở phía sau này thì có cái uh, volume để tăng cái tiếng chép và tiếng chung đó, chạm câu loa công suất đầu vào chỉ cần 20W thôi là đã đánh được rồi rất là dễ ghép với vị và các bạn đâu này thì nghe nhạc vàng rất là hay à, HBM thì quý vị và các bạn nào chơi lo thì cũng biết rồi HBM thì nó là lo của hãng Pioneer và tuy nhiên cái dòng lo này rất là đặc biệt nó được sản xuất theo một cái công nghệ rất là đặc biệt và rất là hay quý vị và các bạn quý vị và các bạn biết là HBM 100 á, nó có thể so sánh ngang tầm với CBL uh, 100 Century giá cả nó cũng gần gần tương đương như vậy đối với vị và các bạn chứ không phải là nói là lo bio nữa mà rẻ đâu đấy rồi thì đô lo này với hình thức là lo xin bảo đảm xin cho quý vị đó. từ trong ra ngoài gần lo bát đó, gần mút nó mục thì việc đã thay cho quý vị và các bạn và thay cái lỗi gần mềm gần tốt để cho cái tiếng bát nó hay hơn đó. Thì đôi lo này việc uh, chia sẻ đến quý vị và các bạn giá là 7 triệu 500 000 đồng Giá 7 triệu 500 000 đồng Giá này không thương lượng quý vị và các bạn Rồi Tiếp tục là ở bên trong này Ở bên trong này đây là đô lo Onkyo M88 quý vị và các bạn Đó thì đôi Onkyo M88 này nó sở hữu là ba lo. Ba lo, một cái chép và một chung một bát bát này thì nó có đường kính là 28 và gân lo bát thì mục đã thay và ở phía trước thì có lỗ thông hơi quý vị và các bạn hai cái volume để tăng cái tiếng chung và tiếng chép theo ý của người nghe cái mặt mà phê nhôm thì còn rất là sáng quý vị và các bạn lo thì góc cạnh thùng không có bể nở có chạy chóc theo năm tháng thì có vậy e căng thì còn đầy đủ nha quý vị e căng thì bên đây đó. rồi thì cái đô lo này việc uh, giảm giá cho quý vị và các bạn thì uh, việc bán uh, thu hồi vốn luôn là giá 6 triệu 500 nghìn đồng đó, quý vị và các bạn nào uh, nghiên cứu chốt được thì chốt vừa uh, nghe nhạc vừa hát hò karaoke ừ. thì uh, quý vị uh, thông cảm là Uh, việc báo giá thì quý vị nào nghiên cứu uh, cảm thấy vừa thì mình chốt được thì chốt. Như, uh, quý vị đừng có nhắn tin hay là gọi điện trả giá thì nó mất thời gian. Rồi, đây là cái đầu bot 301 series 5. Đó. Thì uh, <laughs> xin lỗi quý vị. Uh, 301 series 5 thì có duy nhất một đôi thôi quý vị và các bạn. Duy nhất một đôi thôi thì dòng lo ba đã một series 5 á thì hiện giờ á, là lo mới nó còn sản xuất nha quý vị và các bạn thì mới cũng tầm đâu bảy uh, triệu gì đó tùy theo cửa hàng người ta bán Nhưng mà đây là cái dòng lo hàng bãi lo thì xin gần xin để quý vị và các bạn màn giấy tuyệt đẹp gần tuyệt đẹp luôn đó, quý vị đó đây là cái lò chép, đây là cái lò chép, cái lò chép này cái cái núm lo, cái nón cái mũi lo nó bị uh, Mốt một tí nha, giấy thì không ảnh hưởng. thường mấy cái nón lo này nè, quý vị nó rất là mềm nè, quý vị đụng vào thế thì nó nó nếu mạnh đó, thì nó sẽ mốt nó vào thôi, đó đơn giản vậy thôi, đó, đó quý vị, đó. rồi về phần lo thì nguyên bản nguyên sim chưa có sửa chữa làm gì cả. Đó, đây là phía sau dòng lo này uh, karaoke rất là hay nghe nhạc thì uh, cũng uh, gọi là tạm ổn quý vị và các bạn thì lo đúng là led có led gai đàng hoàng nha quý vị đó thì giá của đô lo này á việc chia sẻ cho quý vị và các bạn giá 5 triệu 8 bao ship bao phí vận chuyển thì uh, quý vị nào mà cảm thấy mà cái giá hàng bãi nó đắt quá đó, thì quý vị và các bạn cũng có thể là ra những cửa hàng mà người ta chuyên phân phối về cái robot này quý vị mua giá nó khoảng 7 8 triệu gì đó. Đó là hàng mới luôn. Còn đây là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng. Nhưng mà chắc chắn là cái hàng này là chất lượng khẳng định với quý vị và các bạn và không sợ là hàng giả, hàng nhái. Chắc chắn 100% cho quý vị và các bạn như vậy. Rồi. Thì uh, nó sẵn giới thiệu bot luôn đi rồi tới giới thiệu cái đầu bill nữa cũng cái này nha thì quý vị và các bạn đây là cái Dolo Bot 301 series 2 thùng màu vàng tem lớn đó tem lớn đây quý vị thì ở này việc có mấy đôi mà ừ. cái uh lo này thì có có cặp á, là gân xin còn có cặp thì gân đã mục như cặp này thì gân đã mục thì quý vị nào mà cảm thấy mà chốt được á, thì muốn chốt cái cặp mà gân xin thì cứ báo với việc thì việc sẽ chọn cái cặp gân zin cho còn muốn chốt cái cặp mà thay gân á, thì việc sẽ thay cho quý vị và các bạn đó thì ở đây quý vị và các bạn thấy hàng bãi về thì việc không có tút tác gì đâu đối với việc là cứ nguyên như thế đâu này thì phải thay rân rồi nè có những cái đó chạy nè nè quý vị ở hàng bãi mà không có chuyện mà đẹp không tì vết đâu đẹp không tì vết thì đi dán gỗ lạng lại thôi chứ không có cách nào ở quý vị và các bạn đó về phần thùng thì quý vị và các bạn thấy là gốc cạnh không có bể nở một series 2 dòng tem lớn quý vị và các bạn đó À, dòng này thì sản xuất uh, tại Mỹ nha lo 8 ôm sản xuất tại cái thành phố gì uh, gì ghi mi ham ghi bên ham gì đó Nói chung là tiếng Anh tiếng U sao mình dở quá quý vị và các bạn mình không có đọc được thì hàng của việc là quý vị và các bạn cứ yên tâm nha hàng chất lượng chuẩn không có chuyện hàng giả hàng nhái ở đây đó thì quý vị nào chơi lo thì quý vị nhìn thấy cái lo chép là quý vị và các bạn biết rồi đây là cái chép có bọc từ nha đó, dòng này thì có một từ thì cái cũ lo bát nó cũng không khác cái cũ lo của dòng 301 series -3, 3 mấy đâu đó. có nhiều quý vị thắc mắc tại sao mà việc ít bán lo Nói nó thật với quý vị bạn lo mà về đường công Mỹ thì việc lấy việc bán chia sẻ cho quý vị còn về những đường khác thì việc không không làm chắc chắn là về đường công Mỹ là là là, là chắc cú nhất đó không có sợ hàng giả hàng nhái gì hết và không phải là việc nhìn không ra robot xịn và robot uh, giả đâu quý vị và bạn nhìn ra hết và tuy nhiên thì mình lấy hàng công mỹ mình chỉ thích vậy thôi đó. còn hàng mà về đường China đâu đó thì mình không thích mình không nói là hàng về đường China là hàng không xịn à, quý vị lưu ý như vậy nhưng mà mình không thích uh, những cái mặt hàng như đó như vậy bụi bụi đó quý vị vì thấy bụi rất là nhiều Đồ này thì chắc chắn phải thay gần đó, quý vị nào muốn tự thay thì việc để cho quý vị tự thay bớt tiền đó đơn giản cùng việc tự thay việc thay cho quý vị thì việc thay hay là quý vị về có anh em thợ quen thuộc thì quý vị nhờ anh em thợ thay đó rồi cái đôi robot này việc bán cho quý vị cái giá rất là hợp lý nó giá 8 triệu tám trăm nghìn đồng là đã bao gồm thay gân nha quý vị và các bạn đã bao gồm thay gân nếu như quý vị nào không có muốn thay gân á, về tự thay hay là cho anh em mà quen thay đó thì giá là 8 triệu 600 nghìn đồng nói thật với quý vị và các bạn á, quý vị cứ lên Google mà quý vị so sánh giá nha đó, so sánh giá với những cái anh em mà người ta bán năm năm 2000 hay là năm 2019 chín thì những cái đôi này nè mà đẹp như thế này ha. Xịn như thế này Thì đã 10 triệu 10 triệu 500 Và 9 triệu thấp nhất cũng vậy Ít có chỗ nào bán 8 triệu rưỡi cho quý vị lắm 8 triệu rưỡi là hàng có nó cũng hơi xấu xấu một tí đó. đó nhưng mà đến thời điểm này thì việc vẫn giữ cái giá là 8 triệu 800 cho quý vị Giá rất là ổn Đấy, Lời không có bao nhiêu đâu quý vị Đừng trả giá Rồi Tiếp tục là cái đôi Biono 905 đâu này thuộc hàng khủng quý vị hàng khủng đó đâu này thì việc có giới thiệu uh, một uh, video rồi đó quý vị cũng có test ở bên kênh chợ lom ly bãi rồi thì đồ này nó cấu hình của nó là một bát 40 nhưng mà sự thật cái bát này tới 42 lần chứ không phải không, không chuẩn là 40 đâu quý vị bát là 42 mình kéo thước mình đo đấy thì uh, ở đây quý vị và các bạn dễ dàng thấy là uh, sở hữu hai siêu chép còi một bát 40 bát 40 bát 40 này là bát 4 gâu nha quý vị và các bạn bát 4 gâu bát 4 gâu âm thanh mạnh mẽ thì uh, cái này á là nó coi như là hai cái cuộn con nằm ở bên trong và nó cho ra âm thanh rất là mạnh nha quý vị tiếng bát rất là quy lực karaoke là ngon lành nghe nhạc cũng tuyệt vời luôn. Thì ở đây nó là cái chép còi, cái này á, là cái tiêu âm của cái chép còi này thôi. Đó. Nó điều khiển cái hướng đi của cái tiếng chép, chép còi khá là to. Thì chép còi nó cũng gần bằng cái cái uh, miếng này, này, miếng này một gan. thì quý vị, chép còi nằm bên trong. Đó. Và ở đây là cái lò chung mũi nhôm, tiếng rất là sáng. Lò chung này thì đường kính nó tầm 16 sáu ở trên này thì quý vị hoặc bạn thấy đây có chạy một tí nè chạy chứ không phải vỡ bể gì nha thì nó có ba cái nút này đó. Chỉnh để theo ý người nghe Có thể là tăng chép hay là cắt chép gì đó thì theo ý của quý vị và bạn và ở đây nó có đèn khi quý vị hát lớn thì đèn nó sẽ chạy theo cái cái đường đó, đó nhìn rất là đẹp rất là sang trọng thùng vân gỗ quý vị và các bạn Đó. lo thì bảo đảm xin đồ này thì à, quý vị nào mà lấy ấy dạ, thì bảo đảm cho quý vị và các bạn cái giá phải nói là cực kỳ tốt ấy thùng vân gỗ nào quý vị à, nó cùng một màu gỗ với lobot luôn để việc quay ở phía sau bên đây cho quý vị xem nha một tay cầm điện thoại rồi một tay quay lo rồi nó khó với quý vị, lo nó nặng quá rồi đây là ở phía sau góc cạnh thùng quý vị và các bạn thấy cũng còn vuông vắn không có bể nở ha đó, thùng cũng không có chạy chóc gì nhẹ nhẹ thì phải có à thì uh, lo này uh, là cái công suất của nó là maximum là tới 300W luôn nha quý vị và các bạn công suất chịu đựng nó rất là lớn tại vì cái bát của nó tới 4 gâu lần rồi công suất đầu vào là 100 w trở kháng 8 ôm nhìn sao bằng Đấy. đồ này việc bán cho quý vị và các bạn giá là 17 triệu đồng giá này không mặc cả nha nói thật với quý vị và các bạn là năm 2017 2018 2019 thì có những chỗ là bán cái đô lo này đã 20 rồi giá đã 20 triệu rồi một việc giữ cái giá rất là ổn cho quý vị và các bạn giá chỉ có 17 thôi ở quý vị và các bạn mà hàng đẹp nữa hàng mà đẹp như thế này mà giá có 17 thôi quý vị cứ lên Google quý vị sạch là quý vị biết đó. có những đô lo mà mà không còn cái cái cái, cái miếng tiêu âm này luôn đó. mà người ta vẫn bán giá 18 cho quý vị và các bạn nhưng mà việc bán 17 ấy thì à, không phải là bán 17 mà hàng nó không chất lượng Đấy. tại vì việc uh, mỗi người có cái chỗ lấy hàng riêng và chỗ lấy hàng của việc thì giá nó cũng khá là ổn định, Đó. nó cũng không có vượt trội lắm, hàng cũng có lên, lên giá rất là nhiều quý vị. tuy nhiên thì giá nó vẫn còn ổn so với thị trường rất là nhiều. rồi, việc xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.